nhiều bạn trẻ Sài Gòn xuống Bến Tre ăn sầu riêng giá 19.000 đồng 1 kg. Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ săn chim giác biển. Một kho chứa vải bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng. Người dân ở thành phố Cần Thơ không dám uống nước máy vì bị đóng cặn. Bắt giam nghi phạm 59 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái. Phút đời thường hôm nay, hãy cùng đến thăm quán ăn không đồng đầu tiên tại Tiền Giang. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất vừa diễn ra trên cả nước. Quý vị chỉ cần ít phút để cập nhật ngay những thông tin này. Và hôm nay là thứ Năm ngày 12 tháng 7 năm 2018. Tôi là Đào Duy của bản tin 18 giờ. Sáng nay ngày 12 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo liên quan đến các vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trước cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân Bình Thuận hồi đầu tháng 6. Theo đó, các bị cáo Nguyễn Văn Minh, 52 tuổi, Nguyễn Văn Hùng, 26 tuổi, Nguyễn Phương Đông, 24 tuổi, Nguyễn Văn Mạnh, 24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận, nhận mức án 30 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng về tội danh này, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đình Vũ, 41 tuổi và Trần Thị Ngọc, 50 tuổi, 24 tháng tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hải, do phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên nên hội đồng xét xử tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội danh này. Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 6, một nhóm người đã tụ tập và di chuyển quanh khu vực chợ thành phố Phan Thiết rồi kéo qua trước cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận trên đường Hải Thượng Lãng Ông để hô khẩu hiệu phản đối về dự luật đặc khu kinh tế. Tại đây, một số người quá khích đã kích động và xúi giục người đứng xem dùng gạch đá tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Một số đối tượng còn đốt xe trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Thuận. Lực lượng công an phải dùng đạn khói và công cụ hỗ trợ để trấn áp các đối tượng gây rối trên. Vụ việc kéo dài đến rạng sáng hôm sau, lực lượng công an mới bắt giữ nhiều đối tượng và ổn định được tình hình. Đến khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 6, một nhóm các đối tượng quá khích, trong đó có 7 bị cáo trên, tiếp tục đến khu vực cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân Bình Thuận tụ tập la hét gây mất an ninh trật tự. Cùng lúc này có hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem, dẫn đến tình hình an ninh trật tự càng thêm hỗn loạn. Một số đối tượng đã chửi bới, hò hét, dùng gạch đá, bơm xăng ném vào cổng Ủy ban Nhân dân Bình Thuận và hành hung lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến lực lượng công an phải dùng pháo sáng, hơi cay trấn áp các đối tượng quá khích mới ổn định lại trật tự. Nói lời sau cùng tại tòa, các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi trước những hành vi mình gây ra. Đáng chú ý, một số bị cáo khai nhận do người khác đưa tiền, xúi giục đi tham gia gây rối, ném đá lực lượng công an giữ gìn trật tự. Đây là phiên xét xử nhóm bị cáo đầu tiên đã tham gia gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản nhà nước xảy ra ở Bình Thuận xôn xao dư luận thời gian qua. Thưa quý vị, hàng năm khi mùa gió Nam đến, người dân xứ biển Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang lại bước vào mùa đào chim chép biển. Với giá dao động từ 15 cho đến 30 ngàn đồng 1 kg, người dân nơi đây đang có thu nhập khá từ việc bắt loại hải sản này. 12 giờ trưa, con nước đã lớn mấp mé cửa cống rạch bùn xã Tân Điền. Chúng tôi theo người dân mang đồ nghề xuống ghe đi đào chim chép. Loài hải sản này trú ngụ ở độ sâu khoảng một gang tay người lớn, nơi đào là những bãi cát pha bùn. Dấu hiệu để nhận biết hang chim chép rất dễ, đó là những lỗ nhỏ bằng đầu đũa trông như những tổ ong. Muốn bắt chúng chỉ cần dùng một chiếc sẻng nhỏ để đào chúng lên. Chim chép biển có kích thước nhỏ hơn nhưng cũng tương tự về hình dáng với chim chép sông. Chim chép biển hiện có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Loại lớn có giá từ 25 đến 30.000 đồng một ký nhưng không có để bán. Trung bình mỗi chuyến đi đào như vậy, một người có thể đào được khoảng 30 ký chim chép, thu về cho mình khoảng vài trăm ngàn đồng. Với số tiền thu được sau những giờ làm việc vất vả đã giúp cho họ trang trải được cuộc sống. Trở về sau những giờ vượt sóng lội sình với những thùng chim chép đầy khoang. Những ngày gần đây, vựa cây giống Lộc Ngân nằm bên quốc lộ 57, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đông nghẹt khách đến ăn sầu riêng với giá siêu rẻ là 19.000 đồng một kg, chỉ bằng 1/4 giá sầu riêng bán bên ngoài. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ vựa cây Lộc Ngân cho biết, khoảng nửa tháng nay, bà nhập sầu riêng rừng từ Đắk Lắk về để lấy hạt ươm cây giống. Ban đầu bà chỉ có ý định bán một phần ít trong số sầu riêng nhập về, nhưng không ngờ khách lại tới ăn rất đông, có ngày lên tới khoảng 1.500 lượt người. Được biết, mỗi ký sầu riêng nhập về để lấy hạt ươm giống có giá 40.000 đồng. Chủ vựa lựa những trái sầu riêng chín để bán cho khách với giá 19.000 đồng 1 kg, với điều kiện sau khi ăn cơm sầu riêng, khách phải để lại hạt cho vựa. Nhờ vậy, chủ vựa không phải bỏ tiền ra mua hạt sầu riêng về làm giống với giá khoảng 90.000 đồng 1 kg. Sầu riêng này là sầu riêng rừng,
và hạt nó lên tự nhiên. Như bắt đầu mình thấy cái hộp mình ương rồi mình mới lai tạo qua giống khác. Mới đầu là 15.000 nhưng mà nhà vườn thấy vậy lên giá 19.000. Rồi bắt đầu lần này này làm chủ yếu là hộp nhà mình ương mẫu đất, rồi chủ yếu mẫu đất đủ rồi thôi, chứ không nghĩ là kinh doanh mà không ngờ cái lượng quá trời đông, một ngày khuôn tấn mấy. Biết thông tin về điểm bán sầu riêng siêu rẻ này, ngoài người dân địa phương, còn có nhiều bạn trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh cũng cất công xuống Bến Tre để được no bụng với món ăn khoái khẩu, kết hợp du lịch miệt vườn sông nước. Thưa quý vị, rạng sáng 12 tháng 7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho chứa vải trên đường Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 đã phải phá tường để vào bên trong chữa cháy. Ngay sau khi nhận tin báo về vụ hỏa hoạn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 19 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa, phòng chống cháy lan. Do vật liệu cháy chủ yếu là vải thun nên khói nhiều, đến khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Gặp khó khăn là vì vấn đề công trình nó sụp đổ. Công trình sụp đổ cho chúng tôi vào chúng tôi phải phá tường, chứ tránh trường hợp ví dụ cái phần tường bên trên ấy là chúng tôi phải phá. Hay không này vấn đề vào trong nó sẽ sập là cán bộ chiến sĩ sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, tôi không muốn nói là cái chuyện này kia nhưng mà nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Đấy, cho cái việc đó là nó khó khăn. Đấy, khó khăn nữa là khói. Chúng tôi đã đưa vào cả mặt nạ phòng độc rồi bình khí chúng tôi đeo vào để tôi vào chữa cháy. Theo ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng 180m² nhà kho cùng một xe tải và một xe ba gác đã bị hư hại. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Quý vị thân mến, nước gắn liền với những sinh hoạt hàng ngày của cuộc sống. Nhu cầu sử dụng nước sạch là nhu cầu cơ bản của mọi người để đảm bảo được sức khỏe. Thế nhưng, nhiều hộ dân ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đang sử dụng hệ thống nước sạch nông thôn đã vô cùng hoang mang vì khi họ dùng nước này để nấu một số thức ăn chuyển màu lạ, nấu nước uống thì bị lắng cặn màu trắng, rửa xà bông thì nhớt nhớt và không sạch. Nhiều lần người dân cũng đã phản ánh với chính quyền và nhân viên cấp nước, nhưng từ đó đến nay không ai giải thích nguyên nhân. Vì vậy nên người dân địa phương hoang mang, lo ngại sử dụng nước này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mình nấu cái nồi nó cũng bị đen mà cắm nó bị đen á. Rồi cái bình thủy nó đóng một lớp ở trong vậy đó. Rồi nó trắng tư, trắng nhưng mà trắng đục như sữa vậy đó. Chị không biết làm sao nhưng mà đây chị thấy là lo uống biết nó lâu ngày có đóng vô bao tử bị sẵn tặng được không. Rồi thành ra chị không có uống theo nó nữa, không có nấu ăn của nó. Trạm cấp nước tập trung tại khu tái định cư phường Thới An này cung cấp nước cho các hộ dân thuộc 12 trên 18 khu vực của phường này. Bắt đầu hoạt động cung cấp nước từ năm 2015, theo đại diện trạm cấp nước, nguồn nước nơi đây được lấy từ tầng nước ngầm sâu, qua các khâu xử lý rồi đưa vào bể chứa, qua hệ thống lắng lọc mới cung cấp cho người dân sử dụng. Trong thời gian chờ đợi ngành chức năng vào cuộc, thì hàng ngày người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước này trong sự bất an và lo lắng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ phát hiện hai cô gái và nam thanh niên bị thương trong phòng trọ tại phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 7 năm 2018, lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Theo đó, thanh niên tên Lê Ngọc Sơn, 24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, có quan hệ tình cảm với cô gái 22 tuổi, hai người đã chia tay. Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Sơn gọi điện cho cô gái trên nhiều lần không nghe máy, nên đến phòng trọ tại một con hẻm trên đường Cống Lỡ, phường 15, quận Tân Bình để tìm gặp. Khi nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau giữa Sơn và cô gái trên cùng một người khác. Sơn đã nổ súng và dùng dao đâm hai cô gái gây thương tích, rồi uống thuốc diệt cỏ để tự sát. Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo công an. Hai cô gái và Sơn được đưa đi cấp cứu. Hai cô gái đã qua cơn nguy kịch, còn Sơn khó qua khỏi. Chuyển sang một thông tin khác. Ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Trần Văn Hiếu, 59 tuổi, ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 13 tháng 3, một phụ nữ láng giềng đến cửa trước nhà ông Hiếu gọi cửa. Nhìn vào bên trong, người này thấy ông Hiếu mở cửa sau cho một bé gái 12 tuổi ở cùng địa phương chạy từ trong nhà ra ngoài. Nghi ngờ ông Hiếu có hành vi xấu với bé, nên người phụ nữ đã báo cho gia đình nạn nhân biết. Sau đó gia đình đã trình báo vụ việc với cơ quan công an. Làm việc với cơ quan công an, bé gái cho biết trước đó ông Hiếu đã nhiều lần có hành vi giao cấu với em. Cơ quan chức năng đã tiến hành đưa bé đi kiểm tra sức khỏe và tiến hành thu các mẫu xét nghiệm. Kết quả giám định gen trong mẫu dịch âm đạo của bé xác định có kiểu gen của ông Hiếu. Qua đấu tranh bước đầu, ông Hiếu đã thừa nhận hành vi giao cấu với nạn nhân nhưng sau đó lại phủ nhận. Trên cơ sở chứng cứ đã thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, từ đầu mùa World Cup cho đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá trên 15 ổ nhóm cá độ đá banh với tổng số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng, tập trung ở địa bàn của thành phố Quảng Ngãi. Đáng chú ý, toàn bộ 7 điểm cá độ bóng đá mà Công an thành phố Quảng Ngãi triệt phá đều tạo tài khoản trên một trang mạng cá độ đá banh để hoạt động. Sau khi người chơi đặt cược, đối tượng cầm cái chuyển số lượng tiền vào nhà cái trên mạng để được ăn phần trăm. Việc cá độ được các đối tượng thống nhất tính bằng điểm, sau đó quy đổi điểm thành tiền và thanh toán qua các loại thẻ tín dụng. Vì vậy, công tác phát hiện, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhóm đối tượng hoạt động cá độ bằng thức cá độ bóng đá qua mạng thì có những thủ đoạn tinh vi, không có chuyển tiền bằng tiền mặt mà chuyển tiền theo tài khoản trên mạng cá độ bóng đá, gây khó khăn cho công tác thu giữ tang vật. Cái thứ hai là các đối tượng trực tiếp tổ chức cá độ bóng đá thì đã thay đổi nhiều tài khoản, gây ảnh hưởng cho quá trình bắt giữ của cơ quan điều tra. Giải bóng đá World Cup 2018 lớn nhất hành tinh đang bước vào giai đoạn cuối, hứa hẹn nhiều giây phút gay cấn và hồi hộp. Tuy nhiên, đã có nhiều gia đình tán gia bại sản, nhiều trường hợp thua cá độ đá banh dẫn đến tự tử. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này đang tạm giữ Trần Quốc Huy, 25 tuổi, ngụ tại phường 5 thành phố Bến Tre, để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, nhờ được tin báo của người dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra căn nhà không số tại ấp 2 xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre do Huy thuê. Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong nhà của Huy tàng trữ trái phép một lượng lớn ma túy, gồm 9 túi ma túy đá, 449 tép heroin và một cục heroin đã phân liều. Bước đầu làm việc, Huy thừa nhận đã mua số ma túy trên tại thành phố Hồ Chí Minh mang về để sử dụng. Quý vị thân mến, với mong muốn là những người nghèo khó sẽ có được những bữa ăn no bụng và đảm bảo vệ sinh, mới đây, một nhóm thiện nguyện cùng với các nhà hảo tâm đã chung tay mở một quán cơm miễn phí giữa lòng thành phố Mỹ Tho với khoảng 200 suất mỗi ngày. Đa phần khách đến đây đều là những người vô gia cư, người khuyết tật hoặc là những trẻ em cơ nhỡ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm quán cơm này ngay sau đây. Quán tọa lạc tại số 97, đường Nguyễn Quỳnh Đức, phường 2, thành phố Mỹ Tho. Đây là quán ăn không đồng đầu tiên ở Tiền Giang do anh Lê Nhật Tâm cùng các tấm lòng hảo tâm gầy dựng nên. Đa số thực khách đến quán là những người nghèo, vô gia cư, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn. Họ là những người lao động nghèo, làm đủ các nghề như chạy xe ôm, bán vé số, làm thuê, buôn bán dạo. Chia sẻ cơ duyên thành lập quán ăn này, anh Lê Nhật Tâm, người phụ trách quán cùng nhóm của mình đã ao ước sẽ thành lập quán miễn phí để bà con có chỗ ăn lịch sự, vệ sinh và hơn hết là hoạt động liên tục để bà con được no bụng mỗi ngày. Và rồi theo anh Tâm thì đủ duyên nên nhóm anh đã được sự trợ duyên để kết nối và nhận được sự tài trợ từ nhóm thiện nguyện Nhất Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nhà cơm không đồng, không có chút tiền gì hết. Nhà chủ tịch của chị là anh Long ở trên phố tài trợ xuống. Đây là phát kiến là anh Long chị là có ý kiến này để cho mấy bà con cơ nhỡ dùng cơm ha, và hãy dùng trong bữa cơm. Quán bắt đầu hoạt động từ ngày 22 tháng 6 vừa qua, phục vụ thực khách từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ 30 sáng cho đến khi hết cơm. Mỗi ngày quán phục vụ khoảng 200 suất cơm chay, bao gồm món kho, món canh, món chiên hoặc xào và có thêm cả tráng miệng, đảm bảo thực khách no dạ, ấm lòng khi đến với quán ăn không đồng này. Nhìn những nụ cười và nghe những lời cảm ơn đầy xúc động của biết bao thực khách đến quán ăn, anh Tâm hy vọng sau những bữa cơm ấy, cuộc sống cơ cực của họ sẽ phần nào vơi đi. Thưa quý vị, những nụ cười của thực khách, những lời cảm ơn đầy chất phát chính là món quà ý nghĩa để anh Tâm cùng với những người bạn đồng hành tiếp tục lan tỏa yêu thương. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin 18 giờ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Nam Thành Media thực hiện cùng với nguồn tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin thân ái chào tạm biệt.